Nay một cái buổi tôi sẽ quay lại một cái bài toán ở trong một cuốn sách của tôi đấy. Đó là cái bài này nhé. Cái bài trông tưởng là đơn giản thế thôi, nhưng mà chúng ta sẽ khai thác và chúng ta mở rộng nó ra và chúng ta thấy hay hay của cái bài này. Nên cái bài này là cái bài như sau, là cái bài chẳng qua là nó mô phỏng một cái bánh xe và có cái nan hoa như này, nó vừa xoay vừa vừa di chuyển. Chúng ta mô phỏng cái bánh xe nó xoay thôi và nó di chuyển đấy. Nhưng mà đầu bài của chúng ta cho thì vòng tròn chuyển động từ phải sang trái, nhưng mà nó từ phải sang trái này, sau đấy bên trái nó quay lại từ phải, cứ thế đi 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 sang sang bên trái như thế này đấy. Cái bài này nó có một cái hay là gì, chúng ta sẽ phải họ yêu cầu chúng ta phải tạo ra ba cái nhân vật độc lập với nhau, là hình tròn là một, cái hình nan hoa này và một cái điểm này nữa, cái hình tròn nữa. Thì cái nan hoa nó là cái này, còn cái hình tròn nó nằm ở đây đó, cái vòng tròn nhỏ này và cái hình và cái vòng tròn to là mô tả cái bánh xe đấy. Thì như vậy và phải xây dựng đúng ba cái nhân vật đó. Thực ra cũng thức ba nhân vật này cũng không quan trọng lắm đâu, nhưng mà thực chúng ta cũng thấy như vậy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là cái lời giải của bài này nó rất là rất là đơn giản, và chúng ta sẽ xem cho sẽ hiểu làm như thế nào, và từ đó chúng ta sẽ tìm cách chúng ta sẽ mở rộng nó ra. Thì trước tiên, trước khi đi vào cái phần này, thì tôi xin nói một chút như này, tức là làm thế nào để chúng ta mô phỏng được cái hình tròn như thế, hình tròn nó xoay như vậy. Như vậy chúng ta phải có một hình tròn đúng không ạ? Chúng ta mà có một cái hình đầu tiên đấy, là chúng ta phải có một cái vẽ một cái chúng ta tạo một cái nhân vật là hình tròn như này, tâm nó ở đây. Và tất nhiên rồi, khi mà một tròn nó di chuyển và nó xoay thì chúng ta phải làm được hai động tác. Một là nó phải xoay được, cái hình tròn nó phải xoay, muốn nó xoay từ đi từ phải sang trái thì chúng ta tưởng nó phải xoay theo chu kỳ đồng hồ đấy, như này. Như vậy là một một là nó xoay, hai là nó phải di chuyển sang trái đấy. Như vậy là cái hình tròn chúng ta mà muốn nó xoay thì cái điểm này phải là tâm luôn, đây phải tâm của cái hình 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 đó luôn nhé. Tiếp theo là cái hình nan hoa ấy. Thì nên nan hoa nó phải xoay cùng với cái hình tròn đấy, vì suy ra là hình nan hoa nó như thế này này đấy, và chúng ta muốn nó xoay theo cùng hình tròn, suy ra cái hình nan hoa này nó như sau. Cái nan hoa là nó phải như này, cái nan hoa nó phải hình như này, làm cái hình mà nó cái độ dài của nó bằng đúng cái bán kính của cái vòng tròn này. Kính vòng tròn này tôi kêu là R nhé. Thì cái hình này, cái đường thẳng của cái hình nan hoa cũng phải bằng bằng R, và đây là tâm của nó ở đây, tâm đấy, cho anh chú ý nhé, tâm của nó là nằm ở cái điểm bên trái đấy, chúng ta chú ý. Tiếp theo là cái hình tròn nằm ở trên cái bánh xe đấy, là hình tròn nó như thế này, thì nó phải như sau. Hình tròn này làm cái điểm mà nó phải tạo ra tâm của nó đây, cái điểm này là gọi là tâm của nó nhé, tâm này, tâm của cái hình này, và cái khoảng cách này cũng là bằng R đấy. Đó, cho nên cái bài này chúng ta phải làm như sau, chúng ta phải tạo ra ba cái đối tượng. Một là hình tròn, để tôi gọi hình tròn nhé, là hình tròn trong nó ghi đấy. Hai là cái đường thẳng này, một cái đoạn thẳng này, một cái đoạn thẳng, và ba là một cái điểm. Và chú ý là tâm là đều nằm ở chỗ vị trí này, tâm đây nhân tâm là ở đây, bán kính là R ở đây, tâm là ở đây. Thế thôi, và chúng ta sẽ lập trình cho nó. Thì đây tôi bật lên cho màn hình cho các bạn cái lời giải của nó đây. Nên chúng ta sẽ làm lại cái bài này nhé. Nhưng mà đây là cái hình tròn đây, chúng ta quan sát nhé. Hình tròn là nguyên là đây, nó làm cái hình tròn thôi. Đấy. Điểm mày chính là tâm này, điểm mày chính là tâm của hình tròn này. Còn chúng ta biết một kính là bao nhiêu, chúng ta xem nhé, các bạn quan sát trên màn hình này. Đây là cái hình tròn của nó đây nhé. Ở trên này các bạn thấy là nó có là 151 nhân 151. Đấy. Thì cái 151 là cái gì? 151 chính là cái độ
cái chiều rộng, chiều rộng và chiều cao của cái hình này phải suy ra là cái 41 chính là bằng 2R. Đấy, như vậy là cái R chính là bằng R chính bằng 175 16 gì đó. Đấy, như vậy đây chính là cái R này là bằng 1/2 của cái đoạn này này. Đấy. Đây có thấy như 151 chưa? Rồi. Tiếp theo chúng ta quan sát đây là cái hình gọi là hình hình tròn đây, hình tôi kêu là circle. Còn đây là SC là cái đây. SC là cái đúng không nào? SC là cái hình mà chiều dài của nó đây này, đây của nó là bao nhiêu đây? Là 69 à, cũng xấp xỉ như vậy, cũng gần bằng với cái kia đấy. Cũng gần bằng, đúng là phải phải tâm đây, tâm vào đây nhá. Tâm vào chỗ này mà đúng là cái chiều dài của nó này là phải đúng bằng là 75 mới đúng. Đây tôi làm đây không chính xác lắm. Các bạn mà làm, các bạn vẽ, các bạn phải làm phần đúng 75 thì mới đúng nhé. Thế được. Vậy đây là tâm tâm của hình này. Tiếp theo là cái hình này nhé. Là cái hình này thì chúng ta chú ý, ta vẫn nhỏ lại này, ta chú ý nhé. Đấy, tâm nó đây này. Tâm nó đây, chúng ta bài này hay khó hơn. Chúng ta cân làm sao cái đoạn này, cái đoạn thẳng này này chính là bằng 75. Đó. Như vậy cái bài này là chúng ta việc vẽ cái hình là hơi khó một chút, nhưng các bạn phải vẽ chính xác thì nó mới làm được. Nhưng bây giờ tôi mô tả các lệnh của nó nhé. Đây là hình tròn đây chúng ta chú ý, hình tròn nó chỉ có một hình hình này thôi đây. Ra hình vẽ là không cần nhé. Cái này là đầu tiên là cái chỗ này là khâu là không thật, không chính xác, bởi bài này không phải vẽ mà. Đấy, chúng ta có thể bỏ cái này được, để không sao. Thì ban đầu chúng ta cho nó di chuyển tới điểm không không đi nhé, điểm không không là điểm ở giữa này. Chúng ta cho go to không không đi cho nó dễ nhé, cho nó dễ 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 dễ, dễ. Đấy. À thầy nó sẽ x không không, cho tôi bỏ cái này ra không không đi thì hợp lý hơn nhé. Đó, và nó sau đó nó liên tục di chuyển về bên trái, di chuyển về bên trái nhé, chuyển về bên trái, hình tròn chuyển về bên trái nhé. Và nếu mà gặp x position mà là bằng nhỏ hơn âm 180 thì nó đặt x bằng 180. Nhưng mà khi mà cái vòng tròn này đi về bên trái thì nó lại chạy về bên phải. Vị trí là vì sao âm 180 là âm 180 là cái vị trí mà khi vòng tròn này nó chạm vào cái vạch cạnh cạnh bên trái này. Đấy. Chuyện này rất đơn giản như này thôi, cái này tôi bỏ đi. Đó, chúng ta chú ý nhé. Ban đầu là x thì 0 0 này. À, sau đó thì liên tục di chuyển về bên trái với vận tốc là trừ một, là về bên trái đây, và khi mà gặp cạnh gặp tốc độ của nó là sang bên trái thì nó quay sang bên phải, nó xỉ bằng 180. Đó đó là đó chính là cái lập trình cho cái hình tròn của cái hình này này như sau. Đây nó có hai cái một là bắt đầu nó sẽ quay về hướng lên trên nhé, và sau nó liên tục quay sang trái, quay sang trái với cái góc là 2 độ. Và cái và để nó luôn gắn với vòng tròn, chúng ta phải có lệnh là nó luôn go to circle, là cái hình này luôn gắn với cái hình tròn. Đấy. Nhé. Còn hình này rất đơn giản thôi, là cũng như vậy, nó hướng về 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 không này, và nó luôn xoay bên trái là 2 độ. Với cái độ có góc xoay này là giống cái này, giống cái này, cho nên là nó bằng khít khít nhau luôn. Được chưa, tôi chạy thử nhé. Đấy, nó ra là cái này nó mô tả rất đơn giản. Các bạn này là cái bài là tương đối đơn giản nhé, để các bạn thấy là nó cũng không có gì là phức tạp. Được chưa, ai học ấy, ai học ấy. thấy không nào? Như vậy là cái bài này là cái bài đơn giản để mô phỏng một cái bánh xe và xe đạp di chuyển trên màn hình mà từ trái sang phải, được chưa? Đó các bạn thấy nhá. Bây giờ tôi sẽ làm lại cái bài này mà tôi vẽ từ đầu cho các bạn thấy là cái làm như nào nhé. Chúng ta vẽ lại từ đầu, vẫn làm bài này thôi nhưng mà tôi làm lại với cái em với cái em tôi sẽ vẽ lại cẩn thận cho các bạn, là nó phải đúng như này nhé. Đây này, chúng ta quan sát cái này nhé. Đây, ta vẽ cái hình tròn này, bằng cái R là bất kỳ, tôi chọn bất kỳ không quan trọng. Sau đó tôi vẽ một cái đường thẳng này, độ dài là R, với cái điểm này là điểm tâm.
Tiếp theo tôi vẽ một hình tròn ở cách cái điểm tâm là R nữa. Chúng ta phải đo được cái đó, các bạn chú ý nhé. Phải đo được cái chuyện đó thì mới làm được. Được rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau làm mấy cái bài, làm lại bài này một lần nữa nhé. Vì bài này tôi sẽ bỏ qua bài này, tôi sẽ new một cái mới, tôi làm từ đầu cho bạn xem nhé, từ đầu để các bạn xem. Rồi, từ đầu này tôi sẽ ấy đèn lại, tôi sẽ tắt đi này, mà tôi làm từ đầu nhé. Đầu tiên tôi vẽ hình tròn trước này, tôi vào lệnh này để tôi vẽ một cái nhân vật là hay là hình tròn, được chưa? Là hình tròn đây nhé. Bây giờ tôi làm như sau, tôi sẽ để cho nó bằng nhỏ lại như này, nhỏ đi. Rồi, đây 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 chính là tâm này. Bây giờ tôi sẽ phải chuyển sang chế độ ở đây, đang chế độ là đang chế độ vector rồi, tôi dùng cái này nhé. Bây giờ tôi làm cái hình tròn, chọn cái khung của nó, phin là cái bên trong tô màu, tùy các bạn tô màu, có thể có tô màu hoặc không, để không tô màu nhé, đây không tô màu, và chọn cái viền ngoài của nó là màu khác đi, màu xanh đi nhé, màu xanh đó. Tiếp theo là tôi cho cái viền to ra một tí để nhìn nó dễ này, 10 đi nhé. Rồi, để tâm này tôi sẽ vẽ một cái hình, đây tôi vẽ một cái hình tròn, mà khi tôi kéo thả tôi giữ cái phím shift thì nó sẽ là tròn đấy. Mà thấy không nào, bây giờ cái điểm có dấu điểm này chính là cái là đây, chứ tâm của tròn tôi phải kéo đây cho thẳng nha. Bây giờ tôi sẽ bấm vào đây để tôi đấy, và tôi kéo cái này lên cho đúng tâm này, cái này nhé, đây tâm này, kéo đúng vào tâm đấy, đúng đúng tâm chưa. Mấy bạn đo nhé, ở đây là một, đây là 159 159, được, để thực ra không quan trọng lắm, cứ cho là 160 đi. Vậy suy ra là cái 2R của nó chính là 159 có 160 đi, vậy R của chúng ta chính là 80, là 80 nhé. Như vậy đây vòng tròn chúng ta, vòng tròn này là đây này, vòng tròn này là ta vẽ được đúng rồi, và nó có cái bán kính là 80, các bạn quan sát chưa. Rồi tiếp theo cái này tôi sẽ vẽ, tôi đặt tên cái này là hình tròn nhé, vòng tròn nhé, đặt tên cái này là vòng tròn. Đặt tên cái này là vòng tròn, vòng tròn nhé. Rồi, bây giờ là 80 này, bây giờ tôi sẽ vẽ cái hình thứ hai này. Hình thứ hai là chính là cái đoạn thẳng đó, cái là gọi là cái nan nan hoa đấy nhé, gọi là cái nan hoa đấy. Tôi làm thế nào để tôi vẽ được, bây giờ tôi làm như sau, tôi sẽ vẽ cái hình mà có chiều ngang là đúng là 80. Bây giờ tôi sẽ dùng cái lệnh này, tôi chọn cái màu sắc, cái màu khác đi, tôi chọn cái màu màu đỏ đi nhé, đấy, màu đỏ đi, và tôi vẽ từ đây, từ cái đường này tôi vẽ này, từ đây nhé, tôi vẽ một đường thẳng sang bên phải. Đấy, được chưa? Và bây giờ tôi điều chỉnh thế này, nó phải nằm ở đây này, đấy, được chưa? Bây giờ đây chúng ta đây là của nó là 85 như 5, nhưng mà chúng ta phải co lại cho thành là 80, chúng ta phải co nó lại phóng to cho nó coi nó dễ nhé. Đấy, bây giờ chúng ta co nó lại một tí, 82 rồi, nhưng mà rất cẩn thận nhé, chúng ta làm tí nữa này, 80 tròn đây này. Như vậy còn nói cái này của nó là một chiều là 80, một chiều là 5 mà 5, như vậy là chính xác hoàn toàn. Đấy, và các bạn thấy không, và bây giờ cái điểm này chính là tâm của nó đây. Đấy, tâm của nó đây. Nhưng mà cái này nó sẽ mà kia nó sẽ nằm ở đó, đây là nó sẽ nằm ở chỗ này này. Đấy. Được chưa? Như vậy vẽ xong cái này. Bây giờ tiếp theo tôi sẽ vẽ sang cái hình tiếp theo, hình thứ ba. Hình này là cái này là đặt tên là nan hoa nhé. Nan hoa. Nan hoa. Rồi. Tiếp theo tôi vẽ cái điểm kia tôi gọi là cái điểm đó là cái ấy đi, điểm cái tôi tạo cái hình thứ ba nhé, là cái vòng tròn nhỏ đây, thì nó phải nằm ở đây này, nằm ở đây này. Thì bây giờ muốn làm như vậy thì làm như sao, bây giờ rất là khó vẽ, bây giờ tôi phải làm như này, tôi phải vẽ một đoạn thẳng là 80, xong tôi vẽ cái vòng tròn ở cạnh cái 80 đó thì mới được. Cái vòng tròn này phải cách cái điểm tâm là 80. Làm thế nào? Bây giờ tôi vẽ tạm cái hình.
vẽ tạm thôi, để hình này nhé. Tôi vẽ tạm một cái hình, một cái đường ngang. Một cái đường ngang cho nó thành 80. Để cái này là vẽ tạm thôi nhé. Xong mà cái lẽ tôi sẽ xóa sau. Thế tôi để đúng vào đây này. Đấy. Kiểm tra này. Nó là 93. Hơi to quá, tôi sẽ phải cho nó ngắn lại này. Đây này, đây nó là 93. Tôi sẽ co lại cho nó thành là 80. 83. Các bạn có nhìn rõ không? Còn làm gì nữa nhé. 80 tròn. Thế này đúng rồi đấy. Bây giờ tiếp theo tôi sẽ phải vẽ cái hình tròn ở chỗ này này. Hình tròn chúng ta là nó phải nằm ở đây này. Đấy. Bây giờ tôi dùng hình này. Tôi tạo một hình tròn có cái có giữa là màu xanh đi. Và cái xanh này và cái vỏ của nó bằng cái vỏ của nó cũng là cho màu màu gì cũng được thì chúng ta chọn nhé, màu hồng đi. Đấy. Cho nó nhỏ lại một tí nằm nhé. Rồi thì bây giờ tôi sẽ vẽ cái hình, một cái hình tròn đó đặc đấy như thế này, được chưa? Đấy, hình tròn này tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ kéo xuống đây. Ôi, nhầm, 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 nhầm. Chọn cái này. Các bạn phải học, các bạn phải học cách chúng ta làm việc với cái đồ họa nhé. Tôi kéo cái này xuống cho nằm ở đây. Đấy. Chính xác chưa? Bị hình này tôi bỏ đây, bấm đây này. Tôi xóa đi. Đấy. Bây giờ tôi đã vẽ xong hình này. Chưa, tôi to làm tí nữa, hình bé quá. Tôi phóng to ra một tí nữa nhé. Cho đẹp thôi. Hình này tôi sẽ để nó vào đây. Đấy. Được chưa? Việc cái hình này này là xóa đi này. Đấy. Thì đây là một cái điểm, nó là một cái point. Tôi đặt tên cái này là point P nhé. Rồi. Nhưng mà chúng ta làm vẽ xong được ba cái và bán kính của nó là 80 nhé. Vậy là vòng tròn này là một, là lan hoa là hai và cái điểm là ba. Bây giờ tôi bắt đầu lập trình nhé. Lập trình cho vòng tròn trước này, chúng ta nhớ lại nhé. Bây giờ chúng ta làm lại như sau này. Tôi làm lại ban đầu, tôi để các cái nhân vật này là đứng yên một chỗ, sau tôi bấm bấm space mình bắt đầu chạy. Nhưng làm thử này, vòng tròn trước nhé. Đây, vòng tròn thì ban đầu chúng ta cho vòng tròn là di chuyển đến vị trí gì, di chuyển đến vị trí không không nằm ở giữa màn hình cho đẹp đi, không nhé, không, được chưa? Rồi tiếp theo là vòng tròn là hướng không 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 quan trọng. Tiếp theo là như sau. Chúng ta điều khiển này, lan hoa này, lan hoa nhá. Đây, lan hoa thì khi mà bắt đầu vào chương trình thì bao giờ lan hoa cũng làm như sau, và lan hoa sẽ chúng ta cho nó chuyển về không quan trọng lắm, chúng ta cho nó quay về hướng nào cũng được, ngang cũng được, thẳng cũng được, nhưng mà đã thẳng thì cùng thẳng, ngang cùng ngang, đây là ngang nhé, 90 độ là bên phải nhé. Rồi tiếp theo là nó phải là như sau, nó sẽ phải luôn luôn là gắn chặt với cái vòng tròn, chúng ta cho luôn vào một cái vòng là forever, là nó luôn gì, nó luôn luôn là go to cái vòng tròn đấy, go to vòng tròn, như vậy nó gắn vòng tròn. Đây là cái vị trí mà của cái hình lan hoa. Tiếp theo là chúng ta lập trình cho cái nút này đấy, cái điểm P này cũng như vậy. Đây, ban đầu chúng ta cho nó, khi bắt đầu hành trình chúng ta cho nó di chuyển xoay về bên bên phải để nó chụp khít với vị trí này nhé. Và cũng như vậy chúng ta cho nó vào cái vòng lặp vô hạn, là nó luôn là nó là go to cái vòng tròn, gắn chặt cái vòng tròn. Đây. Được chưa? Chị lại bắt đầu nhá. Nhưng mà là bắt đầu là như thế này, bắt đầu là làm vòng tròn là nằm ở giữa màn hình này, cái đèn hoa và cái điểm là gắn chặt vòng tròn. Rồi thì bây giờ chúng ta lập trình như sau này, chúng ta nháy chuột, chúng ta bấm space thì bắt đầu di chuyển. Đấy, chúng ta thì cả ba vòng tròn sẽ di chuyển sang bên trái, sang bên trái góc cạnh thì quay lại từ 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 bên phải, cứ như vậy liên tục liên tục. Và lan hoa và điểm P thì luôn luôn là xoay sang trái. Đây, chúng ta làm như sau nhé. Đây, chúng ta làm cái bài như sau. Chúng ta vào cái lệnh là gì, nếu mà bấm space đó thì bắt đầu như sau nhé.
Đầu tiên là vòng tròn này, vòng tròn sẽ là forever đấy, forever như sau này là vòng tròn sẽ luôn chuyển về bên trái, di chuyển về bên trái. Chúng ta dùng lệnh sau đây, chúng ta dùng cái lệnh là gì, là trên x này. Trên x by là trừ một chẳng hạn, hay là trừ hai chẳng hạn, không quan trọng, nhưng trừ một đi nhé. Rồi và chúng ta kiểm soát, nếu mà nó sang bên trái thì nó bật sang bên phải, chúng ta không cần phải dùng cái lệnh lúc nãy, chúng ta dùng lệnh khác đi. Chúng ta vào cái lệnh là if đây, if cái gì, chỉ cần if là gì? Chỉ cần if là nếu mà nó chạm cạnh thôi, không không được, chúng phải không được. Chúng ta làm như sau nhé, if này, if là nếu mà x gì nó là 80 mà, cho nên khi gặp cạnh của nó sẽ là 240 trừ đi 80 là bao nhiêu, 240 mà chứ này là 80 mà, là 240 mà trừ 80 là bao nhiêu, bằng bằng 160 đúng không, 60. Vậy suy ra là như sau, if này, if đây, if nhưng mà nó gặp cạnh đấy thì nếu mà ghi tọa độ x của nó đấy, đây nếu tọa độ x của nó mà nhỏ hơn trừ 160, trừ 160 đấy, thì chúng ta sẽ đặt cho nó, đặt lại x gì bằng, set x gì bằng 160. Vì sao là 160, là bởi vì khi mà đến vị trí 160 thì vì bán kính của nó là 80 mà, thì 60 cộng 80 chính là 240 là bạn tới đây rồi, cho nên là nó sẽ là 160 thôi, chứ không không phải là đó. Thì đó là cái khi chúng ta bấm space thì cái vòng tròn nó di chuyển như vậy nhé. Di chuyển sang trái này, gặp cạnh bên trái thì đặt x vào 160 là chuyển từ bên, là chạy từ bên phải sang đó. Dùng lúc nãy nhé, vì chúng ta có sang bên này ngăn hoa và vòng tròn này như nhau đây. Nếu mà bấm space thì nó sẽ bắt đầu xoay, và nó phải xoay trái vì ta đi sang bên trái mà, thì nó phải xoay trái, nó luôn là xoay trái mà cái góc là bằng to lắm, cái thân trái là 2 độ chẳng hạn, 2 độ. Tương tự như vậy với cái anh này, à tôi nhầm, cái này là tôi nhầm, cái này là phải bên này chứ, nhầm nhé. Đấy, bên này tôi bỏ đi, cái này đúng đây, vòng tròn là cái này này, đấy, vòng tròn là cái này, nhưng tôi để nhầm. Còn cái bên này này là forever là xoay sang trái 2 độ. Đấy, chạy thử nhé, bấm space này, mình chỉ hoàn toàn luôn, bài lúc nãy thôi, nhưng mà ta làm lại một tích cho nó gặp cạnh bên trái đấy, là nó là bật sang bên 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 phải ngay nhé, luôn nó chạy từ bên chạy từ từ phải sang chạy từ dậy từ phải sang trái, từ phải sang trái, và nó luôn nó di chuyển như vậy. Các bạn thấy không, như vậy là một cái bài mô phỏng, cứ tưởng nó chạy bình thường, tưởng là khó, nhưng mà thực ra chỉ tao cho chỉ dùng hai cái lệnh lệnh xoay và lệnh di chuyển thôi, chỉ có vòng tròn là di chuyển thôi, còn cái hình cái đan hoa và cái điểm kia là nó chỉ xoay thôi, nó không làm gì cả. Đúng không nào? Và với cái xoay vận tốc là giống nhau, cái hai cái nan hoa cũng phải quay vận tốc là 2 này, anh phải là 2. Chứ lệch nhau thì là sai ngay, nó phải cùng một số 2 cả thì đúng. Được chưa? Giờ bây giờ tôi ghi lại bài này nhé, đây là bài đầu tiên của hôm nay này. Chính là bài lần trước mà tôi tổng quát hơn một chút thôi nhé. Điền đây là bài bánh xe, bánh xe đạp nhé, bánh xe đạp. Ký hiệu là 1 đi. Được chưa? Thấy không nào? Thế bây giờ chúng ta sẽ tổng quát hơn một chút nhé. Bây giờ các bạn cùng tôi suy nghĩ này. Bây giờ tôi muốn là như sau này. Khi va chạm vào cạnh bên trái thì vòng tròn tôi muốn là nó không phải bật sang bên phải mà nó quay ngược trở lại. Khi chuyển về bên trái này thì nó sẽ xoay ngược trở lại, nó lại đi về bên phải. Cặp cạnh bên phải nó lại xoay lại đi về bên trái. Thì có làm được không? Đấy, chúng ta làm lại nhé. Bây giờ chúng ta bài số 2 là vẫn bài này. Chúng ta làm khác đi một chút, yêu cầu khác đi một chút là như sau này. Ban đầu là vòng tròn cũng nằm ở giữa màn hình này, xong nó đi sang bên trái này, xoay bên trái này, khi gặp cạnh thì nó xoay sang phải, trong cạnh phải lại xoay sang trái, nó coi như là bật tường,
thì làm thế nào? Và chúng ta chú ý nhé. Như vậy ban đầu khi nó xoay sang trái, khi mà gặp cạnh cạnh trái thì nó bật lại, nó phải di chuyển ngược trở lại, thế cơ, di chuyển ngược trở lại, và nó phải xoay ngược trở lại, không phải xoay trái nữa, mà là xoay phải. Mình làm nào bây giờ? Đó, thì chúng ta chú ý nhé. Làm thế nào mà chúng ta không phải sửa nhanh chương trình vẫn làm được? Thì các bạn chú ý như sau này, cái lệnh turn trái của chúng ta này. Nếu mà turn trái mà góc này là một số dương ấy thì nó turn trái thì nó quay trái thật. Còn nếu mà góc này là một số âm thì nó thành ra là thành ra quay phải. Đấy, nhưng chúng ta phải có một biến thôi, chúng ta làm được như vậy thôi nhé. Thì tôi làm như sau này. Cũng như vậy thôi, cái lệnh ở vòng tròn nhé, đây này. Đây là lệnh là trên x by trừ 1 này. Thì nếu số này là âm ấy, số này là âm ấy thì nó di chuyển sang bên trái, còn là dương thì nó sẽ chạy sang bên phải. Đó, thì ta làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta tạo một cái biến nhớ để mô tả cái việc di chuyển và việc xoay xoay góc. Đây, tôi tạo một cái biến nhớ thuộc hiệu tên là đây, tạo một cái biến nhớ nhé. Hiệu tên là d. D là cái khoảng cách, là cái giá trị mà vòng tròn nó di chuyển. Thì ban đầu khi mà bắt đầu vào chương trình, chúng ta đặt d bằng trừ 1. Đó. Khi gặp theo cạnh bên trái này, chúng ta chỉ việc đổi đây thành 1 là nó chuyển sang bên phải thôi. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi làm cái đó nhé. Và tôi tạo cái biến thứ hai là biến mô tả cái góc xoay. Tôi hiệu như là alpha. Đấy. Góc xoay của cái nan hoa và cái điểm này. Thì ban đầu của nó alpha bằng gì? Bằng bằng là bằng bằng 2. Còn khi gặp cạnh thì alpha nó đổi lại, alpha nó bằng bằng trừ 2. Đấy, tức là alpha chỉ bằng là bằng bằng d nhân 2 thôi. Được chưa? Rồi tôi làm như sau này. Các bạn cùng tôi làm nhé. Đây. Bây giờ chúng ta thiết lập cái alpha vào đây như sau. Chúng ta thiết lập ở chúng ta vào cái sân khấu chúng ta thiết lập. Đây. Thì sân khấu đây nhé. Ban đầu này tôi sẽ thiết lập như sau. Tôi sẽ thiết lập là cái d là tôi cho nó bằng 1 để ta mô phỏng. D bắt đầu tiên bằng trừ 1. D bằng trừ 1 nhé. Chỉ là cái chỗ này này. D bằng trừ 1 chỉ là cái này này. Nhé. Còn góc này là chính là 2. 2. Đây cũng là 2. Thì tôi là tổng quát luôn. Tôi đặt vào đây nhé. Đặt vào sân khấu này. Tôi đặt là alpha bằng gì? Alpha bằng 2 nhân với D nhân với trừ 2. Này, tôi là tổng quát luôn nhé. Alpha sẽ bằng là D. Alpha sẽ bằng D nhân với trừ 2. À, để cho thấy là khi bắt đầu d bằng âm ấy, d bằng trừ 1 thì alpha nó bằng 2. Còn nếu mà khi mà gặp cạnh trái thì d nó chuyển sang là 1 thì alpha nó lại về là âm nhé. Rồi chúng ta làm như sau này. Đây, chúng ta sửa sau. Ở đây là chúng ta sửa chỗ này thành d luôn nhé, d. D. Đó. Thành d. Còn ở đây chúng ta chuyển thành v thấy alpha. Xoay lại góc alpha tổng quát luôn. Ở đây cũng là alpha luôn. Alpha. Thấy không nào? Như vậy là sửa một chút thôi. Mình ra chạy thử nhá. Đây. Bấm space này. Mình chạy như bình thường nhá. Khi gặp cạnh khi gần nó sẽ xoay lại. À lỡ nhầm. Đây nhầm. Phải như này chứ. Đây này. Nhầm. Chỗ này không phải là khi gặp cạnh này. Đấy, tôi nhầm nhá, chỗ này không phải là x, tôi bỏ cái này. Khi gặp cạnh bên trái thì không phải là set d set x bằng 160 mà là bỏ gì, mà là tôi làm như sau. Tôi chỉ việc là đổi dấu của d thôi. Tôi viết là d bằng gì, d bằng d trừ 1 bằng d bằng d bằng trừ d đấy nhé, đổi dấu lại bằng cái này này. Đấy. Còn theo nhưng mà tôi chỉ việc đổi dấu của d thôi là được nhé. Đây, d ở đây là trừ 1. Như vậy là khi gặp cạnh tôi chỉ việc đổi dấu của d thôi, không phải là đổi gì. Đấy, chị hãy thử bạn xem nhé, này hay khó một tí, bạn cùng xem nhé. À, bạn nó không quay nên là bị sai rồi. À, bị sai lại thế nhất, tôi kiểm tra lại nhé. D này ban đầu d bằng trừ 1, khi mà chuyển sang cái này thì d nó sẽ là gì? Để tôi đợi thêm một chút nhé.
Vẫn là thân trái đúng không? Không có ảnh hưởng gì cả. Vẫn là không có, tôi phải sửa này. Chỗ này tôi không cần đến nữa, tôi đều chỗ này là trường sửa chân sau này, tôi bỏ cái này đi này. Mà chỗ này tôi sửa chỗ này thành là gặp cạnh thôi. Ít. Đây, tôi sửa các bạn sửa ở đây nhưng tôi sửa là touching. Nếu mà touching edge. Đấy. Thì D nó sẽ đổi dấu. Đây này, D sẽ đổi dấu nhé. Khi D đổi dấu thì khi D đổi dấu ấy thì V cũng phải đổi theo. Đây, chúng ta chú ý như vậy, chỗ này sai là ở chỗ cái V thôi. Đây này. Đây này. Alpha cũng phải đổi theo D nhé. Bây giờ tôi sửa như này lại tí, đây tôi sửa lại một chút ở đây. Tôi đặt chế độ là forever D alpha luôn bằng D nhân với trừ 2. Đấy, thế này mới đúng này. Đấy. Mình làm lại thử nhá. Đây này. Khi mà D đổi dấu thì alpha cũng phải đổi theo mới đúng. Đấy, đúng đúng chưa? Bây giờ đúng rồi đấy nha, các bạn chú ý nhé. Đấy. Như vậy đây là cái phần mà làm mở rộng không phải lúc nãy chúng ta thêm hai cái biến thôi. Đấy, thấy không nào? Gặp cạnh Ui giải là nó đổi dễ như thế. Các cháu vãi. các bạn đã hiểu chưa nhé? Ui Đấy, chúng ta làm thử xem nào. Bài này sẽ là bài số 2 nhé của ngày hôm nay nhé. Cái bài bài này là bài rất là hay, rất quan giải. trọng. Chúng ta bài này sẽ là bài Rồi. là bánh xe đạp số 2 nhé. Bánh xe đạp 2. Bánh xe đạp 2. Thấy không nào? Đấy. Thấy không? Đó. Như vậy bài này là chúng ta chỉ việc chúng ta nạp thêm hai cái biến d và alpha nữa. Cái d là chỉ cái vận tốc chạy của cái vòng tròn, và cái alpha là cái, mô tả cái xoay của cái của alpha và d. Thấy không nào? Đấy. Được chưa? Đấy, rất là hay đúng không? Bây giờ ta muốn tăng tốc lên thì ta chỉ làm theo tăng tốc, tao chỉ việc làm như sau. Có thể có hai cách: một là chúng ta chỉ tăng tốc cái vòng tròn thôi, chứ còn cái D vẫn chuyển động chậm như vậy. Chúng ta sửa này, chúng ta sửa một chút cái này thành trừ 3, nó tăng ngay. Ta sửa cái thành trừ 3 này, nó sẽ tăng tốc lên ngay, tăng cái vận tốc xoay đấy. Thử nhé. Đấy, nhanh hơn nào, nhanh hơn chưa? Đấy. Đấy. Thoải mái nhé. Đấy. Thấy không nào? Rất là hay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sửa một chút nữa nhé. Bây giờ tôi sẽ muốn mô phỏng di chuyển trên một cái mặt bằng thực sự, một mặt bằng, và tôi muốn là thay đổi là không phải va chạm cạnh, và tôi muốn nó va chạm vào một bức tường thì nó bị bật trở lại. Mô phỏng thế nó hay hơn là cái này. Làm như sau nhé. Đây, bây giờ tôi làm lại mặt này như sau, tôi làm thêm này. Bây giờ tôi vẽ thêm một cái hình nền, tôi sẽ vẽ thêm vào một cái mặt đất, kẽ bằng thẳng mặt đất này. Đấy, vẽ thẳng nhé. Đây tôi vẽ một cái đất màu xanh nhé. Tôi vẽ một cái đường outline màu xanh. Đấy, như thế này. Đấy, 20 nhé. Và tôi vẽ một đường ngang cho nhỏ lại. Đấy, vẽ một đường ngang ở đây này. Thật to ở đây nhé. Chọn cái màu nâu nâu một tí đi. Màu nâu nhé. Đấy. Màu nâu đi. Tôi để ở đây nhé. Đấy. Được chưa? Bây giờ muốn chỗ này là đây, tôi phải kéo xuống tí cho nó đúng rồi nó mẹ. Đấy, kéo nữa nhé. Đấy, đúng rồi đấy. Như vậy ở đây nhé. Sau đó bây giờ đây tôi sẽ vẽ thêm hai cái mạch nhà, hai cái bức tường nhé. Tôi sẽ dùng cái hành trình nhỉ. Tôi dùng cái bản hình này thôi. Hình này tôi đã thay bức tường màu đỏ nhé. Màu đỏ. Đỏ. Cho nó to ra.
hai bức tường dày là 30 đi. Ô nhầm 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 cái này vẫn nhỏ, cái này vẫn là chỉ 20 thôi. 20 vẽ thêm cơ, vẽ thêm một bóng cái này nhé, đó, và chọn cái này nên là 30 40 đi, 40 đi. Đấy. Bây giờ tôi vẽ ở đây nhé, 40 tôi vẽ một thẳng cái này. Ở đây tôi hình như tôi bị đầy nhầm màu rồi. Đây tôi chọn cái màu này là màu nâu cho nó đẹp. Rồi, bây giờ vào đây này, chọn là màu xanh hay màu đỏ, chứ màu xanh Con đi. nào thế nào Chọn bức tường màu xanh nhé. là con nào thế nào con Đấy. Chọn bức tường màu xanh nhé. Đấy. Bức tường màu xanh chiều rộng là 30 này. À, chiều rộng là 30 này. 30 nhé. Để tôi để như này này. Đây. Đấy. Một bức tường này. Bên này là hai bức tường. À, tôi sẽ mô tả khi mà khi một là bức đây thì bật nó bật lại, chứ không phải là gặp cái cạnh với sân khấu đó nhé. Đó. Thì như sau nhé, tôi sửa như sau này, thì tôi vẽ hình này lên lên để cho mọi thấy là khi mà cho nó xoay sang gặp bức tường thì nó sẽ bật trở lại. Tôi sửa chỗ này này, tôi sửa này của nó thôi. Ở trên này không dùng là thắt chinh x nữa, tôi bỏ cái này ra và chỉ thắt chinh màu thôi. Đây này, tôi vào cái lệnh là sensing và chọn cái chinh màu này, thắt chinh color, chọn cái màu là chính là cái màu này. Đây, chọn màu nhá, màu chính là màu này này. Đấy. Đó. Được chưa? À, nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta có một cái bài mới hơn là như thế này. Này, chạy thử nhá. Đấy. Mô tả cặp cạnh thì nó bật trở lại này. Đấy, cặp cái hình cặp cái cọc thì nó bật trở lại, cặp cái bức tường. Nên các bạn có thể mô tả theo nhiều cách khác nhau nữa, có thể mô tả như vậy. Đó. Được chưa? Đó. Được chưa? Có thấy hay không nhé? Bây giờ tôi lần này lại nhé. Vì cái bài này tôi đây là cái bài số 3, bánh xe. Bánh xe bài số 3. Mình sẽ đạp bài số 3 nhé. Đấy. Vẫn là cái bài bài đó thôi. Chúng ta tổng quát lên một chút nhé. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ mở rộng ra nữa nhé. Bây giờ tôi không cần thiết phải mô tả bằng cái ấy nữa, bây giờ tôi bỏ đi, tôi không cần thiết dùng dùng lan hoa và cái điểm nữa. Tôi mô tả luôn cái bánh xe là cái vòng tròn luôn. Thử được không? Được. Thì không cần lan hoa nữa, bỏ bỏ lan hoa đi. Thì có làm được không? Hoàn toàn làm được nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái đó nhé. Bây giờ tôi vẽ lại cái vòng tròn kia và tôi chỉnh sửa lại cái vòng tròn mà tôi sẽ để như sau. Tôi sẽ để là gì? Là nó như là cái bánh bánh xe thật đấy. Tôi vẽ một cái điểm tâm và vẽ một cái lan hoa nhé. Và làm như sau này, bây giờ hai cái hình lan hoa và này tôi xóa đi, tôi không không cần nữa, xóa này, một xóa xóa đó. Và bây giờ tôi vào cái hình này tôi vẽ lại đó, đây là tâm nhá. Đó, bây giờ tôi sẽ vẽ như sau, tôi sẽ vẽ một cái lan hoa này vào đây nhé. Tôi chọn cái màu, có thể màu khác đây một chút này, chọn cái màu đỏ này và chọn cái còn nó là tôi chọn là 10 này, 10 này nhá. Đấy. Và tôi vẽ từ đây, tôi vẽ điểm tâm này, điểm tâm đây nhá, điểm tâm ở đây tôi vẽ sang ngang, phóng to để nhìn dễ nhé. Chút này là hơi bị tràn đấy, tôi muốn vẽ nó từ đây cơ này. Đấy. Được chưa? Tôi có thể vẽ thêm hình tròn cho đẹp, tôi tạo một cái hình tròn nó có màu đỏ nhé, hình tròn cũng là tô đỏ và cái nền cũng đỏ. Đấy. Và tôi sẽ vẽ cái hình tròn như này. Đấy.
Tiếp theo tôi bấm vào đây và tôi di chuyển cái hình tròn này vào đây, coi như là cố định luôn. Đó. Như vậy cái hình của chúng ta bây giờ nó là cái hình này. Đây tôi có thể phóng to ra một tí ở đây. Như vậy là không cần cái đan hoa và cái điểm nữa, chúng ta cố định luôn vào cái hình luôn. Và bài toán bây giờ tôi vẽ là tôi làm giống hệt như vậy. Bây giờ tôi lập chương trình như sau, bây giờ tôi sửa vào đây nhé. Đây. Tôi đứng như này thì vẫn được, nhưng cái này thì nó sẽ nó hình nó sẽ không không xoay. Đây này, bấm vào đây nha. Đấy. Bây giờ tôi muốn cho xoay làm thế nào? Đây, thì bây giờ tôi làm như sau. À, tôi vào thêm nó có nữa nó mới xoay được. Đây, tôi vào cái lệnh này đây, thêm một lệnh nữa nhé. Tôi vào cái lệnh này giống như xoay thôi, forever ở đây nhé. Và tôi cho nó xoay. Vậy tôi cho chúng ta là xoay xoay xoay, xoay trái đúng không? Xoay trái một góc là alpha. Đây. Vẫn là alpha. Như vậy thì không thay đổi không? Giữ nguyên như vậy, nhưng mà chúng ta chỉ việc thêm này vào thôi, được chưa? Alpha nhé. Và bây giờ chúng ta không cần hai cái đèn hoa, hai trường một nhân vật thôi. Như vậy nó vừa di chuyển theo chiều ngang là ở đây, mà vừa xoay, mà thấy không nào? Bây giờ ra chạy lại nhé, đây này, chạy như bình thường. Kết quả ấy ở trên máy. Đây chính là cái lệnh này, có thấy đây chính cái chỗ này mô phỏng cái hình chuyển động đấy, nhìn rõ không? Mà chúng ta đã chuyển sang một cái bài khác đơn giản hơn nhưng cũng rất là hay, là mô phỏng hình tròn một cái bánh xe chuyển động ở trên mặt phẳng như chuyển động thật. Được chưa? Thì các bạn là sửa nhanh nhanh là để ghi vào đây nào. Thì tôi cái bài này tôi sẽ ghi lại nhé. Bài này là bánh xe đạp 1 2 3 đây là 4 nhé, bánh xe đạp 4. Bánh xe đạp 4 nhé. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái bài khác tiếp theo. Thì chúng ta sẽ mấy cái bài này chúng ta bỏ qua bài này, rồi chúng ta new bài khác. Và lúc nãy tôi đã gửi lên nhóm một cái hình ảnh cái bánh xe đạp, bánh xe ô tô thật đấy. Bây giờ chúng ta sẽ bài này chúng ta áp dụng, chúng ta sẽ mô phỏng bánh xe ô tô chạy thật luôn nhé. Ô tô chạy thật thì chúng ta làm cũng giống như này thôi, mà chúng ta chú ý này nhé. Bây giờ chúng ta làm như sau nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ new một cái này, chúng ta sẽ new một cái chương trình mới này, new cái mới nhé. Đó, bây giờ và chúng ta xóa con mèo đi và chúng ta sẽ đưa vào màn hình cái hình ảnh mà đây là hình bánh xe này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ dùng cái hình ảnh này, chúng ta sẽ mô phỏng cái đấy, bánh xe này nó hơi to đúng không, nhưng không sao. Chúng ta sẽ dùng các lệnh khác để chúng ta thu nhỏ lại nhé, bánh xe nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ thu nhỏ lại này, cái bánh xe này hơi to quá. Bây giờ tôi sẽ dùng lệnh thôi, tôi vào cái này đầu tiên nhé. Tôi điều khiển nó này. Tôi cho nó từ từ đã, tôi chưa vội vào, tôi sẽ để nguyên này nhé. Và tôi dùng cái lệnh này, tôi cho thu nhỏ lại, tôi vào cái lệnh look và tôi cho nó cái lệnh cho size của nó, set size của nó này. Tôi để là mai phần trăm nó có nhỏ lại không nào. Đấy, vậy là khá nhỏ đúng không nào? Đấy, được chưa? Đó, bây giờ chúng ta sẽ mô phỏng nó nhé. Bây giờ chúng ta làm ngược lại, bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái là chúng ta vẽ cái nền trước, nền đất trước, sau chúng ta sẽ đặt bánh nó vào cho chính xác. Bây giờ các bạn cùng với tôi, các bạn vẽ một cái nền đất ở phía dưới đi, túy, xong chúng ta sẽ đặt bánh xe vào đúng vị trí đó, chúng ta cho bánh xe chuyển động. Là chúng ta vào đây nhé, vào sân khấu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái nền đất đi.
Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái nền màu nâu nâu một tí này. Đấy, nâu nâu nhá. Đấy. Và chúng ta vẽ một đường ngang ở phía dưới này. Đấy. Được chưa? Đấy. Và chúng ta có khả năng tô màu, chúng ta tô màu màu xanh ở phía dưới như màu xanh. Và không tô màu được, chúng ta phải convert sang bitmap thì chúng ta sẽ tô màu được. Đấy. Như vậy chúng ta đã vẽ được cái nền đất như này. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái con này nó di chuyển, nó đặt ở đây và nó bắt đầu di chuyển đặt vị trí này nhé. Đấy. Thế đây là vị trí mà nó có cái có cái x là bằng y bằng -52. -52 chính là vị trí mà chuẩn rồi. Bây giờ tôi đã đặt vị trí nó ở giữa nhé. Đây. Đặt ban đầu tôi go to nó về vị trí là gì? Vị trí là -52, còn x là 0. Đó. Thì là không. Được chưa? Và bây giờ tôi mô phỏng hệt như vậy. Cho bánh xe này đầu tiên chuyển về bên trái. Xoay bên trái, góc cạnh thì lại xoay bên phải. Cứ như vậy, xoay phải xoay trái nhé. Thì tôi mô phỏng bài lúc nãy. Nhé. Tôi tạo ra hai cái biến, một biến là D, một biến là alpha nhé. Bên D biến alpha đây. Tôi tạo ra biến như sau. Tạo ra hai biến, biến D để mô tả cái vận tốc chạy của người ta ngược lại đi. Tôi muốn con này nó sẽ di chuyển sang bên phải trước, chuyển phía trước đi sang bên phải, góc cạnh thì quay lại bên trái, được chưa? Tôi đặt hai cái biến, một cái biến là tôi đặt là d, d chính là cái biến là mô tả cái vận tốc chạy theo chiều ngang, khoảng cách theo chiều ngang, và cái biến thứ hai là biến alpha để mô tả cái góc có góc xoay. Và tôi đặt như sau này, xoay sang phải nhé, xoay sang phải thì như sau này. Tôi vào sân khấu và tôi đặt cái ban đầu của nó là như sau. Đây, là nhớ lại lúc nãy nhé. Đây. Đầu tiên tôi đặt là xoay sang phải thì chuyển đến phía trước mà chuyển phía trước thì tôi đặt như sau. Tôi đặt set là d bằng 1 chẳng hạn, và sau đó alpha luôn thay đổi theo d. Alpha đây, tôi vào cái forever alpha luôn bằng là d nhân với trừ 2 giống giống nãy nhé. Alpha bằng d, alpha luôn thay đổi nó bằng gì, luôn bằng d nhân với trừ 2, trừ 2 hay trừ 3 thì đó cũng được, trừ 3 đi, trừ 3 nhé. Rồi bây giờ chúng ta quay lại bên này và chúng ta đặt chế độ là xoay này. Khi mà người dùng nháy phím space đây thì nó bắt đầu xoay nhé, bắt đầu xoay. Thì cái việc chuyển vì phía trước là như sau, chúng ta dùng lệnh này, chúng ta cho vào cái lệnh là forever nhé, chuyển về phía trước nhé. Chúng dùng lệnh gì? Dùng lệnh là trên x by đây, trên x by luôn về phía trước với một đoạn thẳng bằng d. Đấy, d. Và nếu góc cạnh thì ta đổi đổi vị trí d. Chúng ta nếu mà nếu mà touching và sensing đây, nếu mà touching ghi edge cạnh nhé thì ta đổi dấu của d, thì ta đặt lại set d bằng trừ d, hiểu lại thôi, set d bằng d nhân với trừ 1. D nhân với trừ 1. Đấy. Và nó xoay lại thôi. Đồng thời ta làm hai luôn hai cái mà đây là di chuyển nhé. Còn còn muốn nó xoay thì như thế này. Đấy. Hai cái luôn. Cái này nhé. Forever. Là xoay phải. Vì trước là ta để cho xoay phải nhé. Xoay phải. Một góc là alpha. Đấy. Như vậy lại hệt như lúc nãy, nó không có cái gì cả. Ta thì bây giờ không phải vòng tròn mà chúng ta vẽ luôn một cái tạo dùng cái hình ảnh thật sự là một cái bánh xe luôn nhé. Ta chạy thử nhé, bấm này. Hơi bị ngược à? Xoay phải cơ mà nhỉ? Mà
Xin lỗi, đây là dương và phải là vật để xoay trái chứ, xoay phải, nếu mà xoay phải thì phải alpha phải là dương. À, đây là trái, tôi nhầm. Thì ta sửa như sau này, chúng ta sửa một tí này. Chỗ này tức là alpha bằng bằng 2D chứ không phải là bằng đấy, bằng 3D, 3D. Cùng dấu luôn nhé. Lại này. Đấy, chỉ khác đấy. Alpha không phải bằng D trừ 3 mà bằng bằng 3D luôn nhé. Đấy. 3D luôn nhé. Đó. Bây giờ muốn đi nhanh hơn thì làm thế nào? Chúng ta sẽ tăng D lên thôi. Đây, bây giờ chúng ta muốn đi nhanh hơn, chúng ta cho tăng lên, với tôi để tăng tăng D, tôi để là 3 chẳng hạn, đi nhanh hơn nhiều nhé. Và khách nhanh hơn nhé. Thì con làm như vậy, chúng ta đã tạo ra từ bài đó, chúng ta tạo ra một hình ảnh là máy xe quay đúng như ở trên, như là quay thật ấy. Được chưa? Thấy không nào? Bạn đã hiểu chưa? Đấy, bài này là cái bài tiếp theo. Bài này là bài tiếp theo, là bài bánh xe bình thường, bánh xe ô tô chứ không phải bánh xe đạp nhé. Bánh xe ô tô. Đấy, là số 5 này. Đây là bài này là bài bài 5 về xe ô tô. Thế này là tôi gửi lên nhóm vào đây, các bạn ơi tải về và làm thử luôn nhé. Được rồi, xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bài này, là có thấy đã đúng chưa? Thực ra mô phỏng là đúng chưa? Thực ra mô phỏng là đúng rồi, mô phỏng thật là đúng, là theo nghĩa là trông như thật rồi, tức là nó xoay bên nào nó chuyển bên nào là đúng rồi. Đó, nhưng bài này về mặt khoa học thì chưa đúng lắm. Đấy, các bạn chú ý nhé. Bài này là đúng với học sinh tiểu học thì đúng. Nhưng nếu mà đòi hỏi mô phỏng chính xác thực tế theo đúng cái ngôn ngữ gọi nó là ngôn ngữ STEM ấy, là đúng về mặt khoa học thì nó chưa khoa học. Đó. Vì sao lại như vậy thì tôi phân tích nhé. Bài này là gì? Vận tốc xoay của ô tô này, của máy xe này, luôn luôn là alpha, alpha là bằng d nhân 3, còn di chuyển theo vận tốc là bằng d. Như vậy mỗi khi mà vòng tròn xoay một góc alpha thì máy xe di chuyển một khoảng bằng d đó. Thì bây giờ nhưng mà ở đây giữa d và alpha đây là nó là thế này, là nó không chính xác. Để tôi mô tả lại các bạn làm thế nào cho chính xác quả như này này. Bài này muốn mô tả chính xác trên thực tế, chúng ta đang thử, chúng ta lấy máy xe đạp, chúng ta xoay thử xem nó như thế nào thì phải như này nhé. Để giờ chúng ta cùng phân tích một chút này. Bây giờ muốn phân tích chính xác thì phải như thế này, để mà chúng ta cùng sau nhé. Để chúng ta cùng nhau phân tích phần này là hơi khó này, đây là phần khó nhất của hôm nay đấy, phân tích cái tính khoa học, tính cái khoa học và tính chính xác. À, của cái việc mô phỏng bánh xe chạy trên mặt đường phố nhá. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích ra thấy ngay là phải như này cơ. Bây giờ này nhé, đây là bánh xe đây này nè, đây là đường nhé. Đấy, thế bây giờ nó xoay này, đây này, như đây nhá. Và đây là alpha này. Khi mà nó cái bánh xe này nó xoay một góc là alpha này, alpha nhé. Alpha là cái góc quay nhé. Thì khi vòng tròn là quay một góc alpha thì hỏi là cái khoảng cách d mà bằng bao nhiêu, hỏi cái khoảng cách d mà di chuyển là bằng bao nhiêu. Đấy. Thì đây là một câu hỏi hoàn toàn là về mặt toán học nhé. Đây là hoàn toàn là môn toán. Thì việc làm như sau nhé. Các bạn chú ý là khi vòng tròn nó xoay, các bạn cứ tưởng tượng đây là lốp lốp xe đạp ấy, khi xoay thì là
khi mà nó xoay sang bên phải nhé, cái này xoay xoay sang theo kim đồng hồ này, thì khi mà điểm A mà di chuyển đến điểm B nhé, thì vòng tròn nó sẽ di chuyển một đoạn bằng bao nhiêu? Đấy, thì cái D này, cái khoảng nó sẽ D này nó chính bằng gì? Nó chính là bằng độ dài cung AB. Đấy. Chính là cái này này. Vì khi nó xoay, mà khi cái này nó xoay thì là vòng tròn tiến về bên phải. Thì như vậy nó xoay đúng góc alpha, thì A chạy về A về B và vòng tròn tiến về bên phải một đoạn chính là bằng cung AB. Đấy, suy ra là gì? Suy ra là cái D này là phải là bằng chính là bằng cung AB. Đấy, các bạn thấy không nào? Cho nên bây giờ là giữa D và alpha là phải có quan hệ chính xác và toán học. Chứ không phải như là đây chúng ta chỉ vẽ một cách là tưởng tượng thôi. Ở đây này, chúng ta chỉ tạm thời chúng ta có cho là D bằng 3 và alpha bằng D nhân 3 là không đúng. Giữa D và alpha nó có quan hệ với nhau chặt chẽ về mặt toán học. Cho nên muốn mô phỏng chính xác hơn, chúng ta phải làm công việc đó, phải là phân tích cái việc đó. Thì cái này các bạn chú ý nhé, chỗ này là chỗ khó, đây dành cho cả người lớn đấy, chứ không phải cho trẻ con đâu. Các giáo viên ấy, người lớn ấy, các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 là mô phỏng và chính xác, dùng máy tính thì nó mới hay, chứ không mô phỏng không xác thì nó không hay nhé. Đó, bây giờ làm lại nhé. Bây như vậy, bây giờ là gì, là cái vòng tròn này bán kính là R đi. Đấy, thì bài toán đặt ra nhé. Bài toán này là cho vòng tròn bán kính R cho trước góc alpha, tính tính độ dài cung AB. Cung này là cung góc alpha. Có tính được không? Hoàn toàn là tính được nhá. Thì cái D này, đây này, cái AB là như này nhé. Đây này, cái cung cái D này chính là bằng độ dài của cung AB nhé, AB nhé, cung AB này. Thì nó chính là gì? Nó chính là gì? Nó chính là chu vi của hình tròn, chu vi hình tròn. Đấy. Nhân với gì? Nhân với alpha và chia cho 360 độ. Vì toàn bộ cái hình vòng toàn là 360 độ mà. Đây, đúng không? Vậy là chu vi hình tròn chính là 2π nhân với R nhân với alpha chia cho 360 độ. Vậy suy ra như sau nhé. Vậy suy ra chúng ta có công thức sau đây này, rất quan trọng này. Suy ra là D này sẽ bằng là gì? Tất cả chính là bằng là pi r nhân với alpha chia cho 180, vì cái số 2 này chi tiêu đi mà. Vậy đây chính là công thức để mà tính có cái quan hệ giữa d và alpha, thấy không nào? Bạn thấy rất là hay luôn nhé. Vậy nếu alpha mà cho trước ấy, thì ta có là d này bằng là alpha nhân với pi r trên 180 là một công thức nhé. Còn nếu mà cho trước d nhé, cho trước d thì alpha sẽ bằng là d nhân với pi r chia cho xin lỗi, bằng d nhân với gì, d nhân với là 180 chứ, đúng không? Nếu mà cho trước d thì alpha tính như sau. Alpha bằng là d nhân với 180 và chia cho pi r. Chúng ta làm cái nào cũng được, được chưa? Đấy, ở đây chúng ta có cho trước d thì alpha tính tính cho trước d thì alpha tính tính theo công thức này, còn nếu mà cho trước alpha thì d tính theo công thức này, ta cái nào cũng được, nhưng mà làm cái này nó mới hoàn toàn chính xác, mô phỏng chính xác theo thực tế, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta làm bài tiếp. Bài này chúng ta phải tính được cái r bằng bao nhiêu. Đấy, bằng tính một tròn bao nhiêu nào? R là bao nhiêu cho ai anh trả lời lần nào? Đây nhé, R đây nhé, đây R đây này. Đây này, chúng ta cùng xem nhé. Đây này, cái vòng tròn này của chúng ta nhé. Chúng ta vào cái backdrop, chúng ta vào cái đây, đang vào cái custom chúng ta xem. Đây này, R của nó đây này, cái này của nó là 360, 360. Vậy cái R gấp của nó là bằng 180. Thấy con nào?
bằng một nửa của cái này. Đây chính là cái 360, 360 này chính là cái chiều dài, chiều ngang và chiều rộng của cái chiều ngang và chiều cao của cái bánh xe này. Nó chính là 2R. Chia đôi ra là đây là R bằng là bằng 180 nhé. Đấy. Nhưng mà 180 là kích thước gấp thôi. Còn của chúng ta đây, chúng ta đang đặt của chúng ta đây là nó là 30% của gốc. Đó. Chúng ta phải làm như sau này. Vậy suy ra như này nhé. Vậy suy ra là gì? Cái R chúng ta là như thế nào? Đây, cái R chúng ta sẽ bằng này. R của chúng ta sẽ phải bằng gì gì? Là phải bằng như sau. Là phải bằng là cái ký hiệu là cái R gốc, ý là R không nhé, R không là chính là cái bán kính gốc này, cái bán kính gốc của vòng tròn đấy, gốc của tròn tròn là bằng 180 đấy. Thì nếu mà cái sai, tôi gọi sai là cái kích thước của chúng ta, nếu sai là bằng 180 đấy, 100% ấy, thì cái R sẽ bằng là 180 là bằng R0. Còn nếu một cái sai là bất kỳ cái sai của chúng ta đây là bằng 30 thì hỏi là R bằng bao nhiêu. Vậy thì suy ra cái công thức sau này suy ra là như sau. Suy ra là cái em theo cái tỷ lệ nhé, sẽ bằng là R sẽ bằng như sau này. R sẽ bằng là cái em bằng cái R0 nhân với cái sai, kích thước hiện thời, sai là 30 chia cho 100. Đấy. Đây là công thức tính tính R của chúng ta đấy. Đây. Nhưng, vậy là gì? Công thức R của chúng ta sẽ bằng gì? Bằng R sẽ bằng là cái R0 là R gốc của chúng ta đây là 180 nhân cái sai hiện thời. Sai hiện thời, kích thước hiện thời và chia cho 100. Đây chính là công thức tính cái R. Mọi thứ có thể đặc biệt có thể là hay không nào về mặt toán học nhé. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm như sau này. Bây giờ tôi sẽ tính R và tôi tính alpha và tính d là làm được ngay thôi nhé. Bây giờ tôi làm như sau. Bây giờ tôi sẽ phải vào đây này, tôi sẽ đặt thêm một biến nữa là biến R. Đây, tạo biến nữa là biến R để mô tả cái bán kính của cái vòng tròn này nhé. Đấy, R này. R nhé. Rồi, thế bây giờ cái vòng tròn này tôi phải tính cái R. Đây. Tôi sẽ tính cái R nha. Đây, R. Tôi tính mà ở trên trên cái này, trên background cho đẹp. Đấy, đây nhé. Đây, bây giờ tôi để lại đây nhé. Tôi sẽ tính lại là cái R này. R này. Đấy. R này sẽ bằng như sau này. Sẽ bằng cái em là nó sẽ bằng R0, R0 chính là 180. Này, cái R bằng nhé. Cái R là bằng gì? Cái R đây. Đây này, R bằng R0 nhé. Nhân với sai chia 100. R bằng R0 nhân với sai chia cho 100. Đấy. Sai là cái sai hiện thời của cái kích thước hiện thời của cái tỷ lệ kích thước hiện thời của cái bánh xe nhé. L là cái bán kính gốc chính là 180 của chúng ta đấy, chính là 180. Như vậy là R mà thực tế ở trên màn hình ấy, đây là bánh xe, đây là bán kính thực tế đang có trên màn hình sẽ bằng cái bán kính gốc nhân với sai chia cho 100. Bây chúng ta tính thử nhé. Đây, R này sẽ bằng là phép nhân là phép chia nữa này. Chúng ta vào đây, chúng ta làm phép chia. Đây, và đây là phép nhân nữa nhé, phép nhân. Đấy. Chia cho cái đoạn chia cho 100, cái tụ đoạn chia cho 100 nhé. Sẽ bằng là cái bán kính gốc của nó là bao nhiêu? Bán gốc của nó chính là d, chứ bán gốc của nó chính là bằng là 180, đây bằng nửa cái này mà. Nhưng bán gốc của nó sẽ là bằng bán kính gốc của nó là bằng bao nhiêu? Sẽ là bằng 180. 180. Đấy. Đây là chỉ là R0 đấy. Tôi đưa cái này vào đây này. Đấy. Nhân cái sai kích thước của cái hiện thời của cái hình này. Hình này này là kích thước của nó là như này này, và hình này tôi xem nhé. Kích thước của nó chính là cái này, 3%. Thì làm thế nào để mà sân khấu làm sao mà biết được cái kích thước này, có nhìn được không?
Các bạn chú ý nhá. Chỗ này là chỗ rất khó đấy. Là vì tôi đang tính ở, nhưng tôi đang đứng ở đây thì dễ rồi, thì tôi đứng ở vị trí này thì tôi tính được ngay là có cái hàm này này. Có cái hàm này là mô tả kích thước này là chỉ là cái size này. Chứ đây là cái thông số được mô tả kích thước hiện thời, chứ đây là 3% nhé. 3% này này của cái anh này. Nhưng mà tôi đang làm hay tôi đang tính ở trên cái trên sân khấu, có thể làm từ sân khấu liệu có nhìn được kích thước đó không? Nhìn được. Thì là cái đây chính là một cái chức năng rất hay của cái sensing, tức là từ nhân vật này có thể nhìn được cái thuộc tính của nhân vật khác. Cụ thể ở đây là gì? Là cụ thể ở đây là cái em là cái em cụ thể ở đây là cái sân khấu sẽ nhìn được kích thước của cái bánh xe, nhân vật bánh xe kia nhé. Đặt tên cái này là bánh xe đi cho nó dễ nhé. Đặt tên cái này là nhân vật này là bánh xe nhé. Đây là bánh xe 2 đi rồi, đặt tên là bánh xe, đây là bánh xe đấy. Thì sân khấu có nhìn được bánh xe không? Nhìn được. Đây này, chúng ta vào sân khấu nhé, đây sân khấu đây nhé, chúng ta vào cái sensing. Nó còn một lệnh rất quan trọng, lệnh là nhìn được cái thông số này. Tôi bảo đây chính là cái lệnh để mà từ một nhân vật này có thể nhìn được cái thuộc tính của nhân vật khác. Đây là chúng ta đang lập trình cho sân khấu nhé. Ở đây chúng ta bấm vào đây và chúng ta có thể nhìn được bánh xe đó, và sân khấu có thể quan sát được tọa độ của bánh xe XY, nhìn được hướng của bánh xe, nhìn được cái số thứ tự của gì, nhìn được số thứ tự của cái trang phục, biết được cái tên của trang phục và size. Đây, đây là kích thước của bánh xe đó. Như vậy là nhân vật này có thể nhìn được kích thước của nhân vật khác. Đó chính là một cái tính chất rất là hay của cái khái niệm là sensing, hay là cảm biến đấy. Đây chính là cái rất là hay của Scratch nhé. Tôi báo vào đây nhé. Thì đây chính là cái size của bánh bánh xe đây, chúng ta đưa vào đây đó. Thì đây chính là công thức chính xác hoàn toàn, đây là công thức để tính được cái bán kính hiện thời của cái của cái này đấy. Thấy không nào? Bây giờ chúng ta bật ra, chúng ta đưa vào đây nhé. Rồi tôi sẽ làm như sau nhé. Và đây có hai cách, một là chúng ta đặt D trước, tính R, tính alpha sau, thế này. Hoặc chúng ta cho trước, đây cho trước alpha D, hoặc là cho trước D tính alpha thì cũng được nhé. Thì tôi đặt vấn đề là về chúng ta như sau này. Tôi sẽ đặt là gì, tôi sẽ đặt là tôi cho trước alpha cho nó dễ và tính D, ngược ngược lại nhé. Thì là như sau này. Đây tôi đặt alpha bằng đây, alpha tôi đặt bằng mà xoay gồm góc là 5 độ chẳng hạn, 5, 5, 5 độ nhé. Rồi và sau đó tôi cái D luôn thay đổi theo D đặt như sau. D đây, D nhé, Alo. D đây. Đây người tôi đặt alpha trước nhé. Khi mà xoay phải thì đặt alpha làm hướng dương, xong khi mà sang sang trái. Đây này. Đây tôi đặt alpha trước nhé. Alpha trước nhé thì là như sau này. Thì D sẽ bằng gì? D bằng công thức này đây. D sẽ bằng công thức này là alpha nhân với PR chia 1 chia 180. Chúng ta cho có cái này nhé. Alpha bằng bằng R nhân với pi nhân với chia cho 180 nhá. Đây này. Như vậy là ba số nhân chia 180, như vậy alpha là như sau nhé. Đây. D sẽ bằng này. D sẽ bằng là đây. Bằng là PR nhân nhân alpha và chia cho 180. Như vậy có rất nhiều phép nhân luôn nhé. Nó sẽ bằng đầu tiên là pi này, pi là 3.14 này nhé. Sau đó là nhân với R, R ở đây nhé. Nhân với R, như vậy nó hoàn toàn chính xác cho một toán học, nhân với R. Đấy.
sau đó là nhân với alpha chia cho 180. Đấy, chúng ta phải làm phép nhân nữa nhé. Đây. Đấy. Nhân với alpha. Nhân với alpha. Nhân với alpha. Đấy, như vậy là pi này, R nhân với alpha. Đây này, công thức của chúng ta là như này này. Đây, pi R nhân alpha chia 180. Thấy không nào? Pi, đây là pi này, đây là R nhân a chia alpha, sau đó chia chia 180, làm phép chia nữa. Đây, ta đưa cả cái này vào đây nhé. Chia đây là 180. 180. Mà thấy không, nhưng mà chỗ này là nó để mà tính chính xác về khoa học, để mô phỏng chính xác, chúng ta làm thật chính xác như vậy. Không đúng. Đó, mình sẽ đưa vào đây. Nhưng mà alpha là cho trước này, và D luôn luôn tính alpha, tính cho alpha cho công thức này. Thì đây chính là các cái tham số ban đầu mặc định của chương trình nhé. Alpha có thay đổi khi mà chúng ta di chuyển bánh xe sang phải thì alpha là dương, còn ngược lại và alpha sẽ là âm. Tôi sửa lại như sau nhé. Đây, tôi vào đây này, tôi sửa chỗ này. Đấy, tôi sửa chỗ này tí nhé, chỗ này tôi sửa lại chỗ này. Đây không phải là D, đây đây chính là alpha, đây chính là alpha. Alpha bỏ cái này ra ngoài, tôi đều lên là alpha, thay một tí thôi, đặt là alpha trước đây, trước đây mà tôi đặt alpha trước chứ, hai vì alpha cho làm số chẵn cho nó dễ, xoay một góc nó bao nhiêu độ cho nó dễ. Đấy, thì đây bây giờ đây là hoàn toàn là chính xác, mô phỏng chính xác luôn trên thực tế luôn. Cái mô phỏng này mới là mô phỏng đúng là khoa học. Khi sau này các bạn sẽ thấy là khi chúng ta làm một cái sản phẩm ấy, tức là giáo viên nhé, làm sản phẩm số cần phải mô phỏng, thì cái mô phỏng đó là phải chính xác và khoa học. Còn lúc nãy chúng ta làm nó đúng thôi, nhưng mà nó chỉ gần giống, gần 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 đúng thôi, còn để mô phỏng chính xác là phải như này thì mới đúng, được chưa? Giờ về ta làm thử nhé. Đây, chúng ta bấm space là nó sẽ chạy thử này, chính xác bây giờ mới là chính xác, đúng thực tế đúng như này luôn. Các bạn có thể mô phỏng. Việc tôi muốn cho nó chạy nhanh lên, tôi chỉ là sao, tôi chỉ việc tăng alpha lên thôi, là nhanh lên thôi. Đây, tôi cho tăng alpha lên. Thì tôi cho chậm đi nhé. Alpha chậm lên tôi để là số 2, nó chậm hẳn lại cho bạn xem. Đây. Đấy, chậm lại nhé. Cái việc mô phỏng này là hoàn toàn chính xác và về mặt thực tế luôn. Bây giờ tôi để nó tăng lên, để ở đây nó là 10 đi, thì nó sẽ chạy rất nhanh này. 10 này. Đây là cái vận tốc xoay đây. Alpha là mô tả cái vận tốc xoay, còn D là vận tốc ngang của bánh xe. Nó liên quan đến nhau nhé. Đấy, chính xác. Được chưa? Rồi bài này tôi sẽ em nơi này tôi sẽ ghi lại với cái em bài đây là bánh xe ô tô nhá, bánh xe ô tô 2. Bây giờ 6 đi, cứ tiếp tục bài bài số 6 đi. Thì bài này bây giờ tôi mới sửa lại một chút cho các bạn xem nhé. Bài này tôi muốn là bây giờ không muốn như này, tôi muốn làm ban đầu bánh xe ô tô nằm ở giữa này và nó chuyển động sang phải, khi gặp cạnh phải cho nó đập nó sang bên trái, nó đi tiếp, chứ không muốn là sang phải nữa, không muốn bật lại, nhưng mà luôn 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 chủ động là về về bên phải nhé. Gặp cái gì À, chúng ta sửa làm chút này, luôn chủ động về bên phải, nếu gặp cạnh phải thì nó qua lại bên trái, nó đi tiếp thì làm như nào. Đấy, chúng ta chú ý nhé, thì lúc đó chúng ta phải sửa một chút đấy nhé. Nếu mà gặp cạnh phải thì nó sẽ qua lại bên trái để tiếp, và luôn đi về từ trái sang phải, thì chúng ta không cần phải đổi cái chúng ta không cần phải đổi cái giá trị của alpha nữa. Alpha nó luôn và D luôn cố định. Thì cái làm như sau, đây là bài làm tiếp theo là như này nhé. Bây giờ ta sửa như sau này. Đây, chúng ta làm như bình thường thôi. Đây nhé, đây điều chúng ta là không phải không chọn cái thất trình nữa ở chỗ này này, không chọn cái này nữa, và chỉ kiểm tra nếu x thì mà vượt sang bên phải thì ta lại ở bên trái thôi là được. Bây giờ tôi bỏ cái đây nhá, tôi bỏ cái này đây này, đó, và bỏ cái này nữa này. Như vậy này sửa sau này,
nó luôn chạy về bên phải nhé. D chúng ta là D, chúng ta là dương này, vì đây là dương đây này, đấy, đây là dương này, alpha là dương đấy, mà nó luôn xoay bên phải, cho nên là như sau, đây là alpha đọc bằng bằng hai chẳng hạn nhé, rồi lại cái này nhé, đây, trên D này nhé, đây này, chỗ này nhé, if này, if như sau này, if mà x thì lớn hơn bao nhiêu đó, đây này, cứ cho luôn này, nếu mà x gì đâu, nếu mà có tọa độ x mà lớn hơn một tạ, lớn hơn 240 đi, chuyển thật sang bên trái đi, 240 đấy, thì đặt lại x bằng bình thường nhé, thì chúng ta đặt lại x bằng set x bằng trừ 240 thì nó luôn chạy từ từ trái sang phải mà không bao giờ là đấy, được chưa, mà luôn xoay bên phải, chúng ta thử nhé. Đấy. Khi xoay phải nó sẽ quay lại bên trái. Đấy. Chúng chạy nhanh hơn nhé. Đây, chạy nhanh hơn này. Ta cho alpha bằng 5 nhanh hơn này. Đấy, nhanh hơn rồi đấy. Thấy không? Cho alpha bằng 10 nhé. Nó chạy rất là nhanh. Alpha bằng 10. À, tôi cho nó là ngẫu nhiên cho hay đi, cho alpha là một số ngẫu nhiên từ 2 cho đến từ 2 đến 15 alpha nó sẽ chạy ngẫu nhiên. Được chưa? Mà cái mức phô mô phỏng này là hoàn toàn chính xác đấy, các bạn chú ý nhé, là hoàn toàn chính xác. Được rồi, bây giờ chúng ta ghi lại cái bài này nhé. Là chuyển động từ trái luôn, từ trái sang trái sang phải nhé. Cái bài vừa rồi là bánh xe 6 đúng không? Bánh xe ô tô. Bây giờ là bánh xe ô tô 7. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ mở rộng ra nữa này. Bây giờ chúng ta sẽ mô phỏng không còn là một bánh xe mà là hai bánh xe. Đấy, liệu có làm được không? Hai bánh xe nhé, và bánh xe nó to nhỏ khác nhau, to nhỏ khác nhau, và chúng ta sẽ cho di chuyển với cùng tốc độ mà chúng ta sẽ thấy được là bánh xe to nó sẽ nhanh hơn như thế nào. Rồi bây giờ làm như sau này, bây giờ chúng ta hoặc chúng ta có thể dùng ngay hình này hoặc chúng ta đưa vào hình khác cho hay đi. Thế này tôi có hai hình mà. Đây hình thứ hai này, đấy hình thứ hai ở đây nhá, đây. Đấy. Nhưng mà chúng ta có hai bánh xe. Bánh xe cũ thì tôi gọi là bánh xe 1. Xe mới này tôi gọi là bánh xe 2 nhá. Đấy. Được chưa? Và bây giờ tôi làm như sau. Tôi để alpha là giống nhau nhưng mà cái hai cái bán kính của nó tôi đặt nó khác nhau nhé. Đây bây giờ như sau này. Bây giờ cái đầu tiên này, cái bánh xe một này tôi để như cũ nhé, là bánh xe một đây này vẫn như cũ ở đây, tôi để là 30%. Bánh xe hai là tôi sẽ copy sang, và bánh xe hai tôi sẽ để chế độ là gì, đặt chế độ là nó to hơn một tí đi, bây giờ tôi copy cái này sang cho nó dễ này, chuyển động cho bánh xe hai nhé, đây bánh xe hai đây, và hai hai tôi để chế độ là 5%. Đấy. Ở bánh xe 2 nó bị hơi bị mờ. Bây giờ tôi phải vào đây tôi vào chỉnh cho đẹp nhé, tôi bánh xe 2 đây. Đây hiện tượng là nó bị xung quanh này, nó bị đè lên cái này. Bây giờ tôi phải đặt chế độ cho nó là trong suốt, làm như nào? Rất đơn giản thôi nhé. Bây giờ các bạn vào chức năng này này. Đây chức năng tẩy này, chức năng tẩy này. Và các bạn vào đây chọn chế độ tẩy là chế độ tẩy bằng bằng không phải hai chỗ đặt chế độ là phin được phin đây phin và phin là không màu, chúng ta bấm đây chúng ta phin này đấy, nó sẽ tôm nó sẽ mất màu đi ở chỗ này nhé, ở chỗ này nó hơi xấu một tí chỗ này này, chúng ta có thể phóng to chúng ta nhìn nó dễ nhé, và chúng ta sẽ đây này chỗ này này đấy. Bây giờ chúng ta làm thế nào, chúng ta vào cái lệnh này và chúng ta sẽ chỗ này hơi khó một tí đấy,
chỗ nào mà nó bị màu trắng ấy thì chúng ta sẽ xóa đi. Chỗ này đòi hỏi các bạn phải làm rất cẩn thận nhé, dễ sai lắm ấy, chỗ này dễ nhầm lẫn lắm. Đấy. Khó lắm, thôi được không sao. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt này, cho nó hay này bằng nhau quá, bây giờ cho đặt như sau nhé. Anh thứ hai này là chú ý, anh thứ hai này là không phải là cái anh máy xe một này này, nó là 180 nhất, đây là 360, nó là 180. Của anh thứ hai này không phải, cái máy xe thứ hai này nó là 274, 224. Cho nên cái máy xe thứ hai là bằng ký nó là R của nó là 1112, khác khác cái trước nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ làm như sau này. Bây giờ tôi đặt cái bánh xe thứ hai này này. Đây tôi vào cái này và tôi đặt chế độ cho nó là cũng là 3% đi, nó sẽ nhỏ hơn đấy. Đấy. À, được chưa? Bây giờ tôi sẽ phải làm tổng quát. Đấy, bây giờ các bạn thấy nhé, tôi sẽ làm tổng quát nhỉ. Nó khó nhưng nó không dễ đâu nhé. Bây giờ sao mà bánh xe nó phải thay đổi bất kỳ mà ở đây nó vẫn đúng, nó phải nằm ở đây này. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta phải tính được cái error của nó. Thì như sau này, các bạn cùng tôi làm cho ta làm nhé. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra chúng ta sẽ tạo ra hai cái biến là R1 và R2, chúng ta tính lại cho hai bánh xe. R1 này và R2 nhà R2. Đấy. R1 là tính cho cái bánh xe một này, R2 là tính cho anh này nhé. Đấy. Được chưa? Thì tôi tính luôn đây cho bạn xem nhé, đây này. Đây này. Cái chỗ này chính là R1 nhé, là cho 180 này. Đây chúng ta bấm vào đây này, R1 đây nhé, R1. Còn R2 thì không phải. R2 cái gốc của nó không phải là 180 mà bản gốc của nó là 112. Đây bạn xe 2 nhé. Xe 2 của nó là cái này, là 224. Cho nên là R của nó, R gốc của nó là 112. Thì tôi làm như sau, đây tôi chọn cái đây là R2 nhé. Đây này. Tôi bấm chuột phải duplicate vào đây chọn cái R2. R2. R2 cái đây là 112 hoàn toàn về mặt toán học nhé. Rồi. Alpha tôi để giống nhau, hai bên cùng 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 cái góc alpha, như vậy vận tốc xoay của hai máy xe là giống nhau, nhưng mà D thì khác nhau. Đây tôi làm như sau, D đây nhé, đây. Tôi sẽ tạo ra hai cái biến là D1 và D2, D1 và D2 để mô tả cái vận tốc ngang của hai bánh xe. Đấy nhé, là chú ý. Thì cái này chính là D1. Đây. Đây chính là D1 nhé. Còn D2 là ở đây, bấm chuột phải. D2, chọn D2. D2 thì đây thì chỗ này chính là R1 R2. Cái R này là ta bỏ ra. R1 là cái này, D1 tính theo R1 và D2 tính theo R2. Ta bỏ cái này ra. Đấy, thì đây là cái phần ban đầu của nó nhé, ban đầu đây. Rồi. Bây giờ tiếp theo tôi sẽ phải tính toán cái em là cái vị trí này này. Cái vị trí này là để ở đây nhé, cái vị trí này này. Cái vị trí này là của nó là bao nhiêu là cái vị trí này là chính là -108. Thấy không nào? Cái vị trí này chính là -108. Đấy, thì tôi ký hiệu cái này là làm ký hiệu cái này là y nhé, là y0 nhé. Là cái mặt đất của nó này. Là 108, là -108 này. Là -108 nhé, vì tôi tạo ra một cái biến nhớ là y y0 là mặt đất nhé. Mặt đất thì như sau này. Mặt đất nhá thì là đây tôi vào đặt luôn, tôi vào cái ở đây là vị trí ban đầu, tôi đặt cái mặt đất cái y0 là mặt đất nhá, là -108, -108 để tôi quyết định nó lại để cuối cùng nhé. Đó. Rồi, thế bây giờ tôi tính R1, R2 rồi thì cái vị trí của hai cái này này là tôi biết hoặc tôi tính được như sau nhé. Tôi vào R bánh xe 1 này, đây chỗ này này, không phải là 0 trừ 52 mà là ở đây là gì, 0 y y chính là gì, y của nó là chỗ này chính là y0 cộng với là R1 chỗ này này đấy nhá, chỗ này là phải là cái đó, y0 lên mặt này tôi phải cộng lên trên đi tâm của nó mà.
Đây, tức là giai đoạn này chính là cái em ở đây chính là dấu khóa cộng nhá. Chính là -108 là chính là y0 cộng r1. Đây, chính là y0. Y0 là mặt đất nhá, cộng r1 là bán kính của nó. Đây chính là y. Đó. Đây chính là cái vị trí ban đầu của cái thằng này nhé, của thằng y1 này này. Y0. Sao trên này? Y0 cộng R1. Y0 của chúng ta là bao nhiêu? Đây kiểm tra lại. Y0 là -108, kiểm tra lại đúng không? Đúng rồi, -107, -108. Thì cộng R là nằm ở đây chứ nhỉ? Sao lại lên tiếp trên này nhỉ? Đây hơi bị sai nhỉ? -0. Đấy đúng rồi đấy, điểm đúng rồi đấy. Nó chưa tô hết được màu. Để tôi một tí nhá, tôi màu. Chưa tô xong màu chỗ này. Này nó tô màu này. Đấy. Rồi. Mạch số 2 là như sau này, mạch số 2 là như thế này nhá. Số 2 cũng phải là thế, mạch số 2 là go to chỗ này này, go to chỗ này là Y0 cộng R2. Đây phóng thứ nhất các bạn đợi tôi một chút. Y0 là cái vạch ngang, là cái vạch này, vì cộng với R2 là cái bán kính của bánh xe này, hay bánh xe thứ hai này. Đây nó chính là Y0 cộng với R2. Được chưa? Rồi. Vậy bắt đầu là hai cái nhân nó trùng vào nhau như này. Đó, bắt đầu như này nhé. Bây giờ tôi cho chạy này. Đây. Cái anh này là chạy như sau này. Ở đây không phải D mà là D1 nhá, vì anh là con khác tôi bỏ ra tôi cho D1 vào. Anh có một cái vận tốc riêng của nhau mà tùy thuộc vào R mà alpha thì là giống nhau, được chưa? Rồi bây giờ tôi copy cái này cho cả hai, cho cả cái anh này. Copy cái này cho cả anh này. Rồi, tôi vào đây nhé. Và bây giờ chỗ này tôi phải đổi D1 thành D2 là sẽ được. Cho D2 vào đây. Đấy. Được chưa? Bây giờ tôi chạy thử nhé. Đây, các bạn xem. Ban đầu thì cả hai cái xe đều ở cùng vị trí, tôi bấm bấm space này nó bắt đầu chạy này. Đấy. Bạn thấy không, là cái bánh xe to, hai cái xe là chạy vận tốc bằng nhau. Vận tốc xoay bằng nhau, nhưng do bánh xe to nó nhanh hơn mà nó vượt qua bánh xe con. Thấy không nào? Đấy. Đây là mô tả hoàn toàn chính xác về mặt khoa học nhé. Bạn có thấy không? Để cho chậm một tí nhá. Đây tôi vào đây. Tôi cho cái alpha này. Alpha tôi để cho nó nhỏ lên một tí nhé. Alpha bây giờ tôi bỏ đi, tôi bỏ cái này ra và tôi để alpha để là 3 thôi, nó sẽ chậm trở lại này. Đây nhé. Thấy không nào? Đó, thì bài này mới là bài mà tôi muốn nói một chút lại. Bài này chính là cái bài mà tôi muốn mô tả các bạn nhé. Như vậy là từ một cái bài gốc đơn giản trong cuốn sách của tôi đấy, mà các bạn có thể mở rộng ra và chúng ta tiến tới là mô tả bánh xe chạy trên đường thẳng, chạy chính xác hoàn toàn theo đúng cái tính khoa học của nó, theo mô phỏng đúng với mặt toán học. Còn ai mô phỏng khác đi thì là sai. Được chưa nào? Mà các bạn có thể mở rộng ra rất nhiều, có thể làm thành nhiều cái mô tả khác nhé. Đây bây giờ đây là bài chính, đây là bài cuối cùng, đây là bánh xe ô tô 8 đúng không? Bánh xe ô tô 8, bài bài số 8 này chúng ta làm có 8 mặt tất cả. Ô, chúng ta nghỉ ở đây nhá. Và đây là hôm nay là các bạn tưởng là dễ thôi nhưng mà thật ra nó lại khó đấy nhỉ. Làm về xem lại cái này nhá. Các cháu có hiểu không? Chúng ta nghỉ nhá. Ừ. Ừ.